Thay mặt uh, chương trình live show Cảm năng mùa thuế rất cảm ơn uh, quý vị vẫn tiếp tục giữ cái channel 20.3 của Đài Việt TV và Việt Face TV cũng như trên cái Unibox channel 141 và tất cả bạn bè trên Facebook uh, Và để chương trình uh, hôm nay nó đặc sắc như thế nào thì uh, như quý vị cũng vừa nghe anh Kelvin uh, đang mổ sẻ về cái w youtube của cái phần 1 uh, với 25 phút đầu tiên uh, Gần như mới có giới thiệu cái bot thôi đó quý vị à, Những cái 20 cái bot trong đó Thì bây giờ à, để đi sau vào Thì anh mong anh cho biết thêm à, Cái quyền lợi của cái người owner dạ, Giờ Như cái uh -huh. người mà nhận được cái đức YouTube thu như thế nào rồi cảm ơn anh Thomas và cảm ơn tất cả quý vị trở lại vào phần 2 uh, của chương trình thối khóa tối hôm nay thì để tiếp tục các chương trình phần 2 đó thì bây giờ Kevin hồi nãy là mình nói tổng quát về cái hai chục cái box kia bây giờ mình nói thêm một chút xíu là bây giờ những cái người mà mướn quý vị vào đi làm đó đặc biệt là những cái vị nào mà đang uh, làm cái nghề nail và cái nghề tóc À, thì quý vị cần phải biết thêm những cái điều này để mà quý vị không có uh, kêu bằng là lòng cộng hay là mình có thể gọi là không hề biết được tại sao mà cứ mỗi 3 tháng là mình rút một đống tiền. Yeah. <laughs> thì cái tiền đó gọi là cái tiền gì? Đó. Thì những cái tiền đó mà những quý vị chủ doanh nghiệp đó mà quý vị đóng đó thì bây giờ mình nhắc sơ qua nha, một cái người mà đi làm đó thì cái thuế mà họ đóng ở cái box số 2 nó là cái federal income tax cái thuế này đó là họ giữ cái tức là cái người chủ đó, người ta giữ cái mức thuế này đó là do cái tình trạng claim của mình tức là mình claim single one hay là single two hay là quý vị married zero thì tùy theo quý việc claim như thế nào đó thì cái khoản tiền nó sẽ được giữ lại theo với cái tính cách mình claim trên cái mẫu đơn w4 có nghĩa là khi mình apply vào trong một cái chỗ làm bất ừ. cứ nơi nào thì mình đưa cái tình trạng gia đình của mình đúng không yeah, nó gọi yeah. là à, gọi là claim single cái... hay là married yeah. hay là blame lên 3, lên 4 đó quý vị. Đó Rồi. là cái phần mà mình phải chịu cái mức thuế bao nhiêu đúng không dạ anh? Đúng. Thì đó là cái box số 2 và cái box số 17 tức là cái State Income Tax thì quý vị thấy đó bởi vì mỗi người chúng ta khi đi làm điền cái mẫu đơn W4 đó, mình claim khác nhau hết cho nên cái thuế nó rút ra trong cái paycheck của mình nó hoàn toàn nó không có giống nhau đặt trường hợp là anh Thomas là cũng làm 20 ngàn một năm Kevin cũng làm 20.000 một năm, ảnh claim là single zero. Kevin cũng claim là single zero thì từ đó cái con số giữ thuế của cái bản thuế của anh trên cái W2 hay là cái bản thuế của anh trên cái pay stub của anh mỗi lần anh nhận đó thì của ảnh với của Kevin nó sẽ giống nhau y chang. Yeah. Đó, nhưng mà nếu mà ảnh mà làm là Mary zero mà Kevin làm single zero đó thì yeah. cái của ảnh với của Kevin nó hoàn toàn nó khác nhau. Yeah. Yeah. Và cái hộp số 2 và cái hộp số 17 thì mình cũng nói sơ qua đó là cái social security ấy, là mình phải đóng là 6.2 cái Medicare là mình đóng 1.45 và cái tiền thất nghiệp của tiểu bang á, mình đóng á, là khoảng chấm 9% thì tất cả những cái người cộng lại đó là mình sẽ khoảng chừng là 6 7 khoảng chừng là 8.55 8, 8 trăm <laughs> à, đó là cái hội chết mà quý vị phải đóng. Đó đó là cái hội chết của vị phải đóng. nhưng mà khoan anh Kevin, cái này á là người làm đóng hay người làm là đóng. người chủ đóng anh? Người làm đóng. Ok đó. thì cái hội chết là người chủ giữ lấy từ cái của người làm hoặc dạ, trừ đúng. ra đóng đó. vào trong đó phải không anh cho nên á, là khi đó mà một cái quý vị nào làm chủ cái doanh nghiệp tiệm nail hay tiệm tóc mà quý vị trả cho một người thợ của mình á, là khoảng chừng 12 000 như vậy thì bây giờ mình tính cái thuế khóa nó như thế nào đó quý vị thấy đó 12 000 này là cái mình đang nói là 12 000 trong nguyên một năm thì những cái hội này đó cái hội chết nữa đó mà quý vị đóng á đó, là toàn bộ và đồng bộ nó giống nhau á cho một người nhân viên đó là thứ nhất đó cái thuế này đó họ gọi là cái thuế gọi là thất nghiệp của tiểu bang tức là cái ui tức là unemployment insurance. insurance. Đó. Yeah. thì cái khoản này đó nó sẽ bắt đầu từ 3.4%, có những quý vị đã làm trong cái doanh nghiệp nó hơi lâu thì có thể đó là 5.9% hay là 4.9%, thì Kevin đang dự sử dụng một cái con số rất là căn bản cho tất cả mọi người mới vừa mở tiệm ra sẽ đóng là 3.4%. Như vậy cái con số này nó có nhiều cái mức khác. Nó có cái khác nữa. Đó, tùy đó. theo ngành nghề phải không anh? Dạ đúng ạ, yeah. nhưng mà nó vẫn giới hạn là 7.000 đồng cho mỗi người. Quý vị nghe rõ ha? cái 3.4% của cái anh UI tức là cái unemployment insurance này nó giới hạn 7.000 cho mỗi người. Có nghĩa là làm có nhiều hơn cái số 7.000 họ cũng, cũng chỉ lấy 7.000 thôi để yeah. mà đánh thuế 3.4%. Cho nên nếu mà quý vị có 10 người thợ, mỗi người làm 12.000, quý vị cứ lấy 10 người nhân cho 7.000 tức là 70.000 thì cái 70.000 này cái hội chết cho cái UI đó là quý vị sẽ phải đóng là 2.380 đồng cho một à, năm là coi như 3 phần 3 phần 4 3 phần 4 3 phần, phần, 4... phần, phần trăm cái 7 ngàn Đúng rồi ờ, 3.4 trăm trên 7 ngàn của mỗi đầu người như vậy Kế đến là cái hội chết khác đó Ở Kali mình thì nó gọi là uh, Employee Training Tax Thì cái này đó nó là cỡ chấm 0.1 phần trăm 0.01% nha quý vị tức là nó nhỏ xíu xíu như cái hộp cát thôi và cái mức mà họ cap tức là họ giới hạn á nó cũng là 7.000 thành ra quý vị lấy 7.000 quý vị mà có 10 nhân viên á là quý vị sẽ lấy 70.000 và quý vị nhân cho 0.01% thì nó cỡ 70 đồng 70 đồng tức là mỗi đầu người nhân viên của quý vị như vậy đó là quý vị sẽ bị đóng là cỡ 7, 7 đồng. đồng cái yeah. kia đó là mình cứ lấy 7.000 mình nhân cho 3.4% thì mình phải bị đóng là 238 đồng. Đã. Kế đến đó là cái thuế gọi là Federal Unemployment Insurance thì cái này nó cũng giới hạn cũng là 7.000 và cái mức thuế mình phải đóng là cỡ chừng 6%. Thì quý vị lấy lấy 7.000 mình nhân cho 6% thì quý vị sẽ đóng là 420 đồng. Đó quý vị thấy Bây giờ đó cái hụi chết này mà dễ tính cứ là mỗi đầu người như vậy là quý vị sẽ đóng như thế này Thì 238 cộng với 7 đồng cộng với 420 đồng Thì mỗi người thợ như vậy đó quý vị sẽ đóng là 665 đồng cho một năm cho nên quý vị có 10 người thợ, quý vị cứ nhân lên 665 đồng Có nghĩa là quý vị nào làm từ 7.000 trở lên là đóng con số đó. Đã số đó, Ê, ít nhất là yeah. 7.000 là sẽ đóng yeah. cái con số à, bao đó. nhiêu anh? 6 6 665 665 đồng. 65 đồng cho một năm. Đó, à, con bây giờ, số đó là quý vị phải đã đóng. Đó. À, kế đến là là mình trở lại cái show show á cái người đi làm công họ cũng đóng 6.2 rồi cái người làm chủ người ta cũng phải cần đóng 6.2 rồi cái người làm công mới người ta phải đóng cái Medicare là 1.45 thì cái người làm chủ người ta cũng đóng 1.45 này có nghĩa là 7.65% nữa thành ra quý vị cứ lấy 12.000 mình nhân cho 7.65% thì 12 nhân cho 7.65% là mình đóng cỡ 918 đồng nữa. Thì quý vị thấy đó, 9 18 Mình cộng cho 6 năm kia Là một người nhân viên như vậy đó Quý vị sẽ tốn là 1 đồng Có nghĩa là người chủ cũng phải đóng một lần nữa đúng Cho rồi, mỗi người Cho lên. mỗi người như vậy ờ, đó. Đó, Thì quý vị nhớ đó Khi quý vị nhận cái đúp Youtube đó Thì người chủ họ đóng một nửa trên toàn bộ cái dạ số đúng. của mỗi người Bởi vì đó, quý vị có nhiều nhân viên Trong cái vấn đề mà làm cái tiệm nail và cái tiệm tóc thì ít nhất quý vị có nếu mà quý vị có năm bàn neo đi thì quý vị có thể nói là quý vị sẽ có năm người thợ mà nếu mà cái tiệm của quý vị nó có 10 thì quý vị sẽ có 10 người thợ mà cái tiệm của quý vị nó có hai chục có thể quý vị sẽ có hai chục nhân viên thì mỗi nhân viên như vậy là quý vị tốn một năm trăm tám mươi ba đồng mà ví giờ quý vị nhân cho hai chục người thì là ba mươi một sáu trăm sáu đồng cái hụi chết này là quý vị phải đóng là người chủ và người thợ phải đóng. Cái này là riêng người chủ thôi. Người chủ đóng hết cái phần ừ, đó hết cái phần đó. Cái người thợ đó thì đã đóng hồi nãy mình đã tính ra à. là 8.55%, đó. Chính vì sao mà những quý vị nào mà làm cái ngành nghề tóc làm cái ngành nghề nail hay là thợ tiện chẳng hạn tức là cái machine shop đó quý vị có nhiều nhân viên thì cái thuế mà gọi là thuế lương bổng đó quý vị càng thấy nó rất là càng nhiều bởi vì mỗi người như vậy đó mà cái này là mình đang dựa dựa trên đó là, là 12.000 cho mỗi người mà thôi nha. Yeah. Còn bây giờ nếu mà Kevin đổi một chút xíu nữa tức là quý vị sẽ có một người làm full time. Full time thì là cỡ 2 tám 80 giờ mà mỗi giờ như vậy đó là mình cứ cho nó là 11 đồng đi thì mỗi cái người full time của quý vị nó sẽ là 22.880 đồng cho một năm mà mình sẽ nhân cho cái hội chết mình phải đóng là 7.65% tức là mỗi người như vậy đó quý vị sẽ đóng 1.750 cộng với lại cái 665 khi nãy mà Kevin tính riêng thì cộng thêm 665 thì tổng cộng như vậy đó quý vị sẽ đóng ra là 2.415 đồng cho một nhân viên nếu mà cái tiệm nail của quý vị mà có 20 người thì quý vị cứ nhân lên cho 20, à, 20. thì quý vị sẽ đóng là 48.306 đồng. Đúng rồi, 48.306 đồng. Và khi mà quý vị đóng cái tiền cái kiểu này đó, bây giờ mình sẽ chia ra 12 tháng. Thì cứ mỗi tháng như vậy cứ 4 ngàn mấy, 4 ngàn mấy, 4 ngàn mấy chạy ra khỏi cái bàn của quý vị. Thành ra quý vị thấy tại sao mà nhiều như vậy? Đó là tại sao mà quý vị phải đóng cái mức thuế này nó rất là nhiều. Đây là cái thuế gọi là cái thuế lương bổng chính vì sao như vậy đó bởi vì quý vị thấy đủ thứ thuế hết cho nên những cái ngành nghề như là neo với tóc hiện nay đó là thành phố ở uh, tiểu bang luôn, ngay cả liên bang và tiểu bang người ta ra rất là nhiều cái luật lệ để mà người ta cho rằng những cái người mà đến làm móng tay, làm thợ móng tay cho cái tiệm nail của quý vị hay là những người thợ làm cái cái tóc đó lên các tóc đều là employee của quý vị hết để mà người ta họ collect cái số tiền này từ quý vị đó chính vì vậy mà theo như Thomas biết được á thì những cái cái ngành mà về entertainment hay là những cái ngành mà service đúng không, quý vị à, người ta luôn luôn mỗi năm người ta cộng thêm lên khoảng 3%. Đó. Bởi vì đó là những cái chứ tại vì những cái đó không có tính thuế trên cái product đúng không anh? Dạ đúng. Mà vị... mà, mà quý vị thì phải đóng. Dạ đúng. Yeah. Thì quý vị thấy đó rất là nhiều cái tiền lương bổng mà cái 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 thuế lương bổng này mình phải đóng nhưng mà ngược lại đó kevin trở lại cái vấn đề mà anh thomas đã từng đưa ra vào cái khoảng là đầu cái giờ trước và đầu cái giờ sau này đó là như vậy thì cái lợi ích nó nằm cái khoảng nào đó thì mình chỉ thấy tiền ra tiền thuế ra tiền thuế ra tiền rẻ ra, ra mà thôi thì cái lợi ích nó nằm chỗ nào khi nãy mình có cho quý vị biết là người nhân viên sẽ trả cái social security là 6.2% và cái Medicare là 1.2 45%, tổng số ngay cái chỗ đó là 7.65% và chúng ta đang trả cho những cái bậc lớn hơn chúng ta như là cha mẹ hay là những cái vị mà baby boomer họ đang về hưu thì người ta lãnh rồi. cái tiền hưu đó và người ta cũng được cái bảo hiểm y tế do chính phủ liên bang cấp chẳng hạn đó. Thì cái người chủ cũng bắt buộc phải trả bằng một cái con số 7.65% như vậy bởi vì sao? Vì lý do là người người nhân viên đó thì đã phải cần cái đó rồi, đúng không? Phải đã cần như là cái 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 tiền hưu của mình và cái bảo hiểm y tế khi mà mình về già thì cái người mà chủ đó mà đứng ra mà mượn cái người nhân viên vô làm đó bởi vì những cái người nhân viên này đến làm cho cái lợi ích của cái người chủ cho nên là luật lệ đó người ta cũng bắt buộc cái người chủ cũng phải tham gia Trả y chang như vậy để từ đó đó là chính phủ người ta mới có cái tiền à, để mà người ta kêu bằng là tới khi mình về hưu đó mình mới được cái một cái số tiền lớn. Đó, thành ra nếu mà nằm ở cái khía cạnh của cái người nhân viên đó thì quý vị làm nhân viên đó quý vị đóng cái tiền thuế 7.65% và người chủ của quý vị cũng phụ quý vị đóng 7.65% thì đó cũng là một cái incentive tức là một cái à, vấn đề nó gọi là positive tức là người này cũng đóng cái khoản thế này cho quý vị cho nên như vậy đó là đến già quý vị mới được có cái tiền hưu lớn à, có nghĩa nôm na đó người chủ thì phải có cái trách nhiệm dạ đúng đối với nhân viên cũng như đối với xã hội phải đó. không thành ra người chủ vẫn đóng y như một cái người nhân viên À, chính vì vậy trong cái đúp YouTube thì cái quyền lợi quý vị nghe anh Kelvin nói thì quý vị thấy rồi đó là cái quyền lợi đó là mình. cái quyền lợi dĩ yeah. nhiên đó thì bây giờ ngược lại đó mình hồi nãy giờ mình nói bên cái khía cạnh người chủ bây giờ mình nhảy qua một cái khía cạnh khác mình vừa nói cái người nhân viên làm cho một người khác đúng không yeah. và mình cũng nói luôn là cái người nhân viên này chính là quý vị thí dụ như là quý vị làm ra một cái LLC quý vị làm ra một cái doanh nghiệp theo cái kiểu corporation và cái doanh nghiệp đó là của quý vị nhưng mà quý vị cũng nhận luôn cả cái W 2 đó yeah. thì bây giờ nó bao gồm hết tất cả mọi người khi mà mình nhận cái W 2 như vậy đó thì cái lợi nó nằm ở đâu và cái hại nó nằm ở đâu hay là nó có cái hại hay không nhá yeah. quý vị nghe để anh Kelvin cho biết rằng tại sao phải đóng tại sao phải đóng cái, tại điều, sao đó? Phải đóng cái điều đó yeah. và tại sao mà quý vị làm chủ doanh nghiệp của mình á quý vị lại càng phải cố gắng để mà quý vị đóng thêm nhiều thiệt nhiều cho quý vị trong cái vấn đề là bởi vì quý vị thấy đó cái tiền hưu trí nó sẽ dựa vào cái mức social security và cái medicare mà mình đóng hiện nay quý vị đang đóng 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 thì khi mà mình đóng thì là cái túi mình nó bị lủng đúng không yeah. nhưng mà quý vị không thấy được cái benefit lúc mà mình đi về già đó mình không làm gì hết và mình lãnh cái tiền già đó thì bởi vì vậy đó là quý vị xem xét những cái gì cái mình nói hôm nay để mình so thí dụ như một người con làm chủ một cái tiệm đúng không và mình nghĩ rằng cha mẹ mình đến tuổi 65 À, có thể nói là cần tiền cho nên người con này có thể là mua những cái bảo hiểm hay là để dành tiền để mà cho cha mẹ đến lúc về già đó ừ. thì cha mẹ có một số tiền đó thì bây giờ đó nếu mà người con này đó mà chịu mướn cha mẹ của mình tức là mình mướn cha mẹ của mình vô để mà phụ cái công việc làm coi cho mình hoặc là cha mẹ mình cũng đang giúp đỡ mình để mà phụ cái tiệm của mình nhưng mà lại không lãnh tiền lương hoặc là lãnh tiền mặt chẳng hạn thì cái 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 vấn đề nó nằm được ở đâu thì khi mà quý vị đóng cái tiền social và cái tiền Medicare cho những cái vị nhân viên mà hiện bây giờ cái mình đang muốn nói là cho chính bản thân quý vị yeah. hay là những người đang làm chung uh, trong gia đình của quý vị mình ra đứng làm đó thì khi mình đóng như vậy đó là cái mức thuế hiện giờ đó nó chỉ còn có rất là thấp tức là 7.65 do cái người nhân viên đóng và 7.65 cho cái người chủ đóng nhưng mà đến khi về già cái số tiền quý vị nhận đó là một tháng như vậy đó là quý vị cứ tính đó, là nôm na thấp nhất là 800 một tháng cao nhất có thể nói là 5.000 đồng một tháng thì quý vị cứ tính đi nếu mà mình lấy cái con số thấp nhất là 800 đồng một tháng thì mình lấy 8, 8 800 mình nhân cho 12 tháng thì nó ra khoảng chừng 9.600 đồng một tháng cho một, cho một năm cho một năm. nhưng mà cái tuổi về hưu của mình là 65 thì coi như mình sống thêm 15 năm nữa là mình chết đi thì mình lấy 9.600 mình nhân cho 15 năm thì cái tiền mà mình lãnh được đó, nó là 144.000 trong cái quãng đời về hưu của mình trong khi cái tiền mà quý vị đóng tiền thuế đó nó chỉ có 7.65% mà thôi cho nên chính vì vậy đây không phải là một cái chi phí mà đây là rõ ràng là một cái tính cách gọi là investment cho cái về về hưu trí của mình và cái luật là họ bắt ra để mà người nhân viên đóng 7.65% và người chủ đóng ra cái 7.65% này thật sự là khi mà mấy người làm ở trong uh, Congress tức là quốc hội đó họ ra cái luật này với cái mục đích đó tức là quý vị đang còn trẻ tuổi quý vị đi làm W2 hay là quý vị làm doanh nghiệp và quý vị trả cái W2 cho mình uh, để mà mình đóng vào cái system của mình như vậy đó cho đến khi già thì cái tiền mà hưu trí của quý vị nó sẽ đến cho quý vị yeah. Giả dụ như mà quý vị nào mà đang sẽ nhận là 5.000 đồng một tháng Thì quý cứ tính đi 5.000 một tháng là mình nhân cho 12 tháng là một năm quý vị nhận được 60.000 Bởi vì sẽ nhân lên cho 15 năm bởi vì 60, yeah. 6, 65 tuổi cho đến 80 Coi như à, tính là 80 chết thôi 80 đó, 80 chết đó. Rồi. Thì quý vị sẽ nhận được là 900.000 yeah. Thì quý vị nghĩ đi cái 7.65% của người nhân viên đóng và cái 7.65 của người chủ đóng thiệt ra nó rất là nhỏ so với cái con, con số mà chúng 15 ta, năm kế đến chúng khi ta mà nhận, quý vị về hữu về nhận Cho nên bây giờ nghe cái này rồi mình đóng vô rất là vui phải không quý vị? À chính phủ cũng mong muốn rằng á à, mọi những cái cái benefit sau cái tuổi thai là 66, 67 đó quý vị. Thì à, tất cả những người vào cái tuổi đó về sau phải có một cái cuộc sống tốt nhất ở cái nước Mỹ này. Dạ đúng. Bây giờ cái mình tính trở lại cho quý vị khi nãy mình cho quý vị biết là 800 800 đồng một tháng nhân cho 12 tháng sau đó nhân cho 15 năm thì cái người này đó sẽ nhận được 144.000 nha quý vị. Thì bây giờ mình lấy ngược lại một người đó mà mình chỉ làm được có 20.000 một năm thôi, đúng yeah, không? Và cái người này hiện bây giờ đó là khoảng chừng 45 tuổi, à, mình tính 50 tuổi đi. 50 tuổi bây giờ cho đến cái tuổi 65 cũng là 15 năm. Cái cái mình đang làm một cái bài toán để cho quý vị thấy 15 năm trước khi hưu và 15 năm sau khi hưu, 15 năm sau khi hưu sẽ nhận được 144.000. Như vậy 15 năm trước khi hưu mà mỗi năm như vậy á mà mình nhận 20.000 thì cái tiền mà Soso mình đóng vô là bao nhiêu? Thì vì cứ lấy 20.000 vị nhân cho 15 năm thì nó ra khoảng chừng là 300.000 mà 300.000 đồng này đó quý vị nhân cho 7.65%. Quý vị chỉ đóng vào có 22.950 đồng mà thôi mình đóng có 22.900 nhưng mà 15 năm sau cái retirement mình lấy lại 144 000 ngàn. đó. đó thì bây giờ nếu giả dụ là cái người này đang đi làm cái chuyện mà công việc cho cái W2 cho một người khác. Nhưng mà bây giờ mình nói là giả dụ như mình có một cái tiệm và người mẹ, người anh, người chị của mình hay là người người nào đó đến làm cho mình thì bây giờ quý vị đóng 22.950 rồi người chủ cũng đóng 22.950 thì mình chỉ đóng vào có 45.900 thôi nhưng mà 15 năm sau khi mà mình nghỉ hưu đó, mình sẽ nhận được tới 144 ngàn Như vậy là quý vị thấy đó. Thành ra quý vị thấy đó, nó rõ ràng ở đây là một cái thứ gọi là investment, cái luật lệ này họ đặt ra để mà giúp đỡ mình khi mà mình về hưu, mình có tiền mình yeah. xài chứ nó hoàn toàn nó không phải là một cái expense, bởi vì expense yeah. đi ra là đi luôn. À, cho nên quý vị thấy không? Nếu như anh Kelvin mới nói đó quý vị Bây giờ con cái quý vị tạo cho cha mẹ một cái công việc rồi đóng tiền không? Rồi quý vị giúp lại cái công việc không? Dạ đúng. Thì như vậy quý vị thấy không? 15 năm mình nói một cái bài toán hồi nãy 15 năm quý vị đóng có 22.500 rồi 15 năm sau quý vị nhận lại tới 144.000. Thành ra trong khi đó quý vị bây giờ không làm cái chương trình đó quý vị con cái làm nhiều tiền có dám để dành cầm cho cha mẹ 140 mươi exactly. ngàn không quý vị? Đó? Nếu mà quý vị đang ở cái tình trạng mà yeah. tôi bây giờ đó là muốn cha muốn để dành tiền để cho mẹ tôi hay ba tôi 65 tuổi bà ấy hay ông ấy chừng đó có tiền một tháng 2-300 yeah. thì quý vị áp dụng cái cái phương pháp cái mình mới đưa ra thì quý vị chỉ bỏ ra có 45.900 mà thôi trong vòng 15 năm chứ không phải là quý vị móc ra 45.900 ngay bây giờ nữa. Thì đó là hôm nay tài liệu hôm nay Kevin gửi đến cho tất cả quý vị mong quý vị hiểu được những cái gì Kevin nói. Hôm nay nếu mà quý vị không có clear hay là muốn biết thêm, xin quý vị cứ email hoặc là inbox riêng cho Kevin thì lần tới chúng ta sẽ trở lại nói chuyện tiếp tục. Hoặc là quý vị nào có những cái câu hỏi riêng quan đặc biệt riêng cho chính cái bản thân của quý vị, quý vị cũng có thể email. Cảm ơn tất cả quý vị tham gia. À, và quý vị cũng uh, thomas xin nhắc lại cho quý vị ở xa ngoài cái senoze cũng như trên uh, ngoài cái tiểu bang california à, quý vị muốn uh, giao cái hồ sơ thuế cho quý vị uh, cho văn phòng anh kelvin thì quý vị cứ tham khảo trên cái website kbl.com và quý vị cũng có thể trao đổi mò cái thông tin trên đó anh đang open cái chương trình đó rất là hay nên quý vị uh, nhớ website kbla com và một lần nữa rất cảm ơn quý vị luôn chào đón chương trình Live Show Cẩm Nang Mùa Thuế của chúng tôi. Và một lần nữa cũng rất cảm ơn những bạn bè trên Facebook share rộng cái chương trình này ra cho bà con cũng như bạn bè. Và chương trình hôm nay chúng tôi đến đây đã tạm dừng. Hẹn lại quý vị vào thứ năm tuần sau. Phòng tiến sĩ luật khoa Kelvin Bảo Lê Nguyễn chuyên về thế cá nhân và thương mại với hơn 22 năm kinh nghiệm. Ngoài ra còn hướng dẫn và thành lập business theo dạng sole proprietor, partnership, LLC, corporation and non profit và đang cần hợp tác qua hệ thống franchise trên khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Quý vị nào muốn phát triển, xin liên lạc với Kelvin số điện thoại 408 436 2939, văn phòng tọa lạc tại 210 North đường số 4, suite 100, San Jose, California 95112 đặc biệt chương trình khai thuế từ xa cho những khách hàng trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ qua website kblaa.com. Chúng tôi đã sẵn sàng để phục vụ cho quý vị. Xin quý vị hãy giao phó tất cả những nhức đầu của quý vị cho chúng tôi. Hãy theo dõi chương trình Live Show Cẩm Nang Mùa Thuế của chúng tôi qua Việt TV, Unobox, YouTube và Facebook.